Bích Liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả và quý khách hàng của hệ thống công ty EV Finsets. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trong uống ngoài thoa của công ty hệ thống EV Finsets Cosmetics. Bích Liên xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị một ngày thật vui, an lành và hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên rất là vui, rất là hạnh phúc được trở lại chương trình ngày hôm nay trực tiếp trên truyền hình. Ngày hôm nay quý vị thấy trên màn hình những số điện thoại mà quý vị thấy chữ live á, có nghĩa là ngày hôm nay Bích Liên rất là vinh dự được mời quý vị gọi vào đài. Nhưng mà Bích Liên xin phép quý vị là quý vị nào đã là đang khách hàng của EV Finsets, chẳng hạn như quý vị đã dùng EV Finsets qua rồi, quý vị có làn da đẹp rồi, hoặc là quý vị đã dùng qua dược thảo Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo trong những ngày qua có hiệu quả rồi, thì ngày hôm nay nhân cái ngày lễ Mother's Day, Bích Liên rất là muốn nghe cái sự chia sẻ của quý vị. Quý vị gọi vào đây, Bích Liên được biết làn sóng TV này đi rất là xa và hàng ngàn khách hàng đang theo dõi, cho nên Bích Liên biết được sản phẩm Bích Liên EV Finsets đã có hàng triệu người dùng rồi. Chắc chắn là quý vị là một trong những người khách hàng của EV Finsets và đặc biệt là với dược thảo, thưa quý vị. Cho nên Bích Liên xin phép quý vị là nhường đường dây điện thoại cho những người khách đã và đang dùng, cho nên quý vị gọi vào đài thì Bích Liên mới có cơ hội chia sẻ đến quý vị cũng như quý vị chia sẻ cái sự hiệu quả của sản phẩm EV Finsets và dược thảo của hệ thống công ty EV Finsets đến với những người đang theo dõi chương trình trực tiếp bây giờ, thưa quý vị nhé. Quý vị thấy số điện thoại là 714-892-5400, đó là số điện thoại trực tiếp mà quý vị gọi vào đài ngày hôm nay để Bích Liên chia sẻ cũng như lắng nghe cái sự hiệu quả mà quý vị đã dùng trong thời gian qua. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay là đã gần đến ngày lễ Hiền Mẫu, ngày vinh danh mẹ chúng ta, ai ai cũng mong mỏi tìm một món quà thật giá trị, thật hữu ích mà giá cả thì phải nhẹ nhàng cho người thân của mình, đặc biệt là cho người mẹ của mình, thì quý vị không cần phải đi đâu xa cả. Quý vị đến với chương trình của EV Finsets thì quý vị sẽ có quà rất giá trị mà rất là nhẹ nhàng để cho mẹ của mình, người thân của mình, vợ của mình, người yêu của mình và chính bản thân của mình nữa, thưa quý vị. Bây giờ Bích Liên xin mời một vị khán giả trên đường dây à. Hello. Hello. Vâng, thưa quý vị, quý vị gọi vào, Bích Liên được biết là quý vị gọi vào rất là nhiều, cho nên xin quý vị chờ đường dây. Khi mà Bích Liên nghe điện thoại đó thì Bích Liên trả lời cho quý vị. Quý vị cho Bích Liên xin 4 số điện thoại cuối, quý vị có thể liên lạc một trong số điện thoại 714-461-2403. Quý vị có thể đến distribution là 8105 trên đường Bosa, từ Phước Lộc Thọ đi về đường Beach thì nó qua khỏi đường Newland, thì 8105 EV Princess tọa lạc bên tay phải. Thưa quý vị, đặc biệt ngày hôm nay thì Bích Liên xin phép quý vị là quý vị dành đường dây cho những người khách hàng đã dùng qua sản phẩm EV Princess cũng như là quý vị đã dùng qua dược thảo Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo. Bích Liên thay mặt cho hệ thống công ty EV Princess cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong thời gian qua đó thì có rất là nhiều khách hàng đã dùng qua và đã khen ngợi. Khi mà quý vị dùng sản phẩm EV Princess, quý vị có làn da đẹp, quý vị không cần phải dùng phấn để che đậy mà quý vị có một làn da rất là trẻ trung, hồng hào, tự nhiên. Đó là cái điều mà Bích Liên đã được hàng triệu khách hàng dùng qua trên toàn thế giới, đã đi đến 15 quốc gia rồi, thưa quý vị. Và hiện tại là EV Princess, đặc biệt là có Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo trong thời gian qua. Bích Liên cũng xin phép thưa quý vị là một lần nữa sơ lược về sản phẩm. Linh Chi là một sản phẩm organic 100% thiên nhiên, có nghĩa là sản phẩm này người ta lấy cái chất liệu của nó từ bên Nhật mang qua Mỹ và người ta trồng tại đất Mỹ này, và miếng đất, mảnh đất đó người ta trồng rất là thiên nhiên, từ nước cũng như tất cả môi trường không có bị hóa chất và nghiên cứu rất là kỹ lưỡng mà rất là hiếm, thưa quý vị, mà người ta nghiên cứu rất là qua rất là nhiều bộ y tế thì người ta mới trồng cái sản phẩm này và làm tại USA, có nghĩa làm tại Mỹ, là tất cả những cái sự trồng trọt của họ cũng như là họ vào chai cũng như đóng gói tất cả đều là 100% organic nguyên thủy tại Mỹ, thưa quý vị, mà cái phẩm chất của nó rất là an toàn. Cho nên Bích Liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị sản phẩm Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo. Khi mà quý vị dùng Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo thì quý vị sẽ có một cái sức khỏe đặc biệt hơn, khỏe khoắn hơn. Những cái tế bào trong cơ thể của mình nó dần dần thì nó chết đi mỗi một ngày, một cái tế bào trong cơ thể của mình, và những cái sự chết đi đó cũng như quý vị ăn những thực phẩm hàng ngày vào những cái hóa chất vào cơ thể của mình nhiều quá thì nó sinh ra những cái bệnh, chẳng hạn như là ung thư, hết ung thư ruột và đúng thứ như gan, vào phổi, thận, coi như là bên trong nội tạng của mình đó thì rất là nguy hiểm, và mình không còn sức khỏe để mình có thể có một cuộc sống
có ý nghĩa hơn. Cho nên sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo này giúp cho quý vị rất là nhiều, nhất là trong cơ thể quý vị, chính bản thân quý vị có một cái sức khỏe rất là khỏe và cảm thấy yêu đời hơn, thì mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn và người thân của mình cũng không có phải lo phiền gì và mình cũng không làm phiền gì đến người thân của mình, phải không thưa quý vị? Cho nên Bích Liên rất là vui, trong những tuần vừa qua Bích Liên đã giới thiệu sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo thì có hàng ngàn khách hàng đã chiếu cố và đã ủng hộ rất nhiều, cho nên ngày hôm nay Bích Liên rất là vui. Xin được trở lại một lần nữa, quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 714-461-2403 hoặc là quý vị gọi về 408-849-1152. Quý vị gọi ngay bây giờ quý vị nhé, 408-849-1152 hoặc là 714-461-2403. Quý vị có thể đến với miền Nam California thì quý vị đến với 8105 Bosa Avenue, gần với đường Beach và qua khỏi đường Newland nằm bên tay phải. Hoặc là quý vị nào ở vùng Los Angeles gần với San Diego thì quý vị đến với Thiền Viện Như Lai Thiền Viện ở 3340 đường Central Avenue thưa quý vị, đó là 619-563-5817, 619-563-5817. Thì tại đó Hòa Thượng đã dùng qua linh chi và đông trùng hạ thảo, cũng như rất là nhiều Phật tử vừa qua đã dùng qua sản phẩm Evie Princess rồi, đặc biệt là quý chị em phụ nữ đang làm nail thưa quý vị. Cho nên quý vị có thể nhân cái dịp này thì quý vị đến với chương trình để quý vị có bộ sản phẩm Evie Princess đặc biệt, và đặc biệt nữa là linh chi đông trùng hạ thảo. Bích Liên xin phép quý vị như thế này, những cái ngày lễ là những ngày lễ Mother's Day hoặc là Birthday, hoặc là như quý vị thấy lễ Vu Lan cũng sắp đến, sau cái lễ Phật Đản rồi thì đến lễ Vu Lan báo hiếu với mẹ của mình, thì không gì bằng một món quà có giá trị cho sức khỏe cũng như sắc đẹp mà giá cả rất nhẹ nhàng. Quý vị không cần phải mất thời gian để quý vị đi nơi khác để mà tìm món quà làm sao nó vừa phải, nó phải chăng mà nó hữu ích, có lợi cho người thân của mình, phải không quý vị? Quý vị không cần phải đi xa, quý vị đến với Evie Princess thì quý vị sẽ có trong uống ngoài thôi. Quý vị đến thì quý vị sẽ thấy là linh chi đông trùng hạ thảo rồi trộn bộ Evie Princess, vừa có sức khỏe mà vừa có làn da đẹp thưa quý vị. Bây giờ Bích Liên xin mời một vị khán giả trên đường dây. Hello. Dạ Bích Liên xin phép chị, quý danh của chị ạ? Tôi tên Hường. Dạ cô cho Bích Liên xin phép 4 số điện thoại cuối đi. 714-613-3190. Dạ vâng cô Hường, bây giờ cô đang trên chương trình trực tiếp live thì cho Bích Liên xin phép đại diện cho hệ thống công ty Evinsex cảm ơn cô nhiều lắm. Cô có thể cho Bích Liên được biết là cô đã dùng qua Evinsex hay là linh chi hay là đông trùng hạ thảo chưa thưa cô? Tôi đang dùng bộ mỹ phẩm Evinsex. Dạ, dạ vâng. Trị nám. Dạ vâng. Rồi sau khi mà cô dùng Evinsex thì cái làn da cô đẹp ra sao? Cô có thể trình bày cho thể cho chia sẻ không? Tôi dùng xong thì tôi thấy là những cái vết nám đó nó mờ hẳn. Dạ. Dạ vâng. Nó mờ hẳn đi hả cô? Thì bao lâu nó thấy mờ hẳn vậy thưa cô? Cỡ nửa tháng là tôi thấy nó mờ dần. Dạ vâng. Như vậy thì cô dùng được bao lâu rồi cô? Dạ. Dùng được 3 tháng rồi cô. Dạ vâng, như vậy thì sau 2 tuần đó làn da cô mờ dần, như vậy là 3 tháng chắc là da cô đẹp rồi phải không ạ? Dạ, cô nghe không? Dạ, đúng rồi. Dạ vâng, rồi vậy là Bích Liên được biết là cô ở miền Nam Cali phải không cô? Dạ, ở miền Nam Cali. Dạ vâng, hôm nay thì Bích Liên rất là vui được nghe tiếng nói chị chia sẻ, giống như hài lòng với làn da của cô với sản phẩm Evie Princess đó. Dạ, vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đang gọi vào đài ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình làm đẹp cũng như sức khỏe trong uống ngoài thoa của hệ thống công ty Evie Princess. Bích Liên rất là vui ngày hôm nay được chia sẻ đến tất cả quý vị, và xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là hai sản phẩm đặc biệt của hệ thống công ty Evie Princess mà bán rất là nhiều, giúp cho rất là nhiều khách hàng đã có một cái sức khỏe. Nhiều cụ già có nói với Bích Liên là uống vào đó thì cảm thấy ngủ ngon hơn mà ăn cũng ngon miệng hơn, cho nên cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn sau những cái lúc mà đau nhức trong cơ thể của mình. Và trong tuần qua Bích Liên cũng có tiếp chuyện một người khách từ Portland, Oregon. Hai vợ chồng anh chị này có nói chuyện với Bích Liên là những lúc á anh ngủ thì anh cảm thấy dậy đó thì cảm thấy đau một bên cái đầu cũng như cái vai của mình, thì anh tưởng tượng như là bị trúng gió, nhưng mà thật sự không phải.
phải. Tại vì khi mình ngủ đó thì cái máu huyết trong cơ thể mình không có lưu thông điều hòa được, bởi vì công việc hàng ngày nó bị căng thẳng trong đời sống lo lắng. Nhưng mà khi anh thấy Bích Liên giới thiệu sản phẩm trên TV rồi thì anh mua linh chi và đông trùng hạ thảo, anh uống trong vòng trên 10 ngày thì anh cảm thấy nó bớt hơn rất là nhiều. Cho nên anh nói đó không phải là trúng gió ngủ vào ban đêm. Cho nên Bích Liên đã tiếp chuyện với anh đã mua gần đến 1.000 đồng, thưa quý vị, đúng 1.000 đồng. Anh mua hình như là 6 lọ này, 6 lọ kia vừa rồi. Cho nên Bích Liên rất là vui, xin chia sẻ đến quý vị. Quý vị nào mà có những cái chứng bệnh trong cơ thể của mình, thì bất cứ một cái chứng bệnh nào mà quý vị cảm thấy không hài lòng với sức khỏe mình, mình cảm thấy mình uể oải quá, mình cảm thấy mình có cholesterol, mình có cao máu, mình có nhức đầu, mình có chóng mặt, mình có căng thẳng trong đời sống của mình, tất cả những nội tạng của mình nó không còn khỏe như ngày xưa nữa, thì mình nên dùng linh chi và đông trùng hạ thảo, đặc biệt là nguyên chất, thưa quý vị, 100% organic. Rất là nhiều linh chi, rất là nhiều đông trùng hạ thảo trên thị trường, nhưng mà biết đâu đó là một trong những sản phẩm đặc biệt, phải không thưa quý vị? Bích Liên xin thưa quý vị mua hàng cũng vậy, mua hàng ở Walmart, Target thì cái giá nó khác, thì chất lượng hàng nó khác. Còn quý vị mua hàng ở Nordstrom, Neiman Marcus thì cái giá nó khác và chất lượng hàng nó cũng khác nữa. Cho nên Bích Liên xin phép quý vị, đây là một trong những sản phẩm mà chính bản thân Bích Liên đã dùng qua trong những năm qua, đã giúp cho Bích Liên có nhiều sức khỏe. Và Bích Liên rất là vinh dự được giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm đặc biệt này cho sẵn cho là sức khỏe của quý vị. Cho nên xin quý vị hãy tin tưởng, đây là một cái sản phẩm. Như quý vị thấy tại sao mà nhiều người giới thiệu quá, tại sao có vài chục đồng một lọ thôi. Tiền nào của nấy thưa quý vị, đồ thật thì không rẻ, đồ tốt thì không rẻ, mà đồ rẻ thì chưa chắc là tốt. Cho nên quý vị nghĩ rằng tiền nào của nấy mà thôi. Đây là một cái sản phẩm 100% organic và nguyên thủy, không có pha một lọ nào hết. Rất là nhiều lắm linh chi, hàng trăm lắm linh chi khác nhau, hàng trăm đông trùng hạ thảo khác nhau, mà có phải đúng là đông trùng hạ thảo hay không, đúng linh chi hay không, cái điều đó rất là quan trọng thưa quý vị. Quý vị đừng vì sức khỏe của mình mà so sánh một tí xíu giá cả nhẹ nhàng. Bích Liên trả giá nào, tiền nào của nấy thôi thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều mà Bích Liên guarantee, bảo đảm quý vị. Bích Liên bán đến dùng, giới thiệu đến quý vị để mong muốn quý vị có sức khỏe, chứ không phải vì cái đồng tiền lời mà bán cho quý vị đâu. Muốn quý vị sức khỏe mà nó xứng đáng vừa phải. Đây là một cái sản phẩm chính Bích Liên được bác sĩ Hào chế ra, cho nên không phải là giá cả hơn người ta. Nếu mà đúng như vậy đó là cái giá của Bích Liên cho ra đời phải gấp đôi lận. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Bích Liên rất là vui xin được chia sẻ cùng quý vị. Bích Liên xin phép mời một vị khán giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello. 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 Dạ, cho Bích Liên xin phép quý danh và 4 số điện thoại cuối ạ. Dạ, tôi tên Thanh. Dạ. Số phone 372-6237. Dạ thưa cô ở vùng nào gọi Bích Liên thưa cô? Tôi ở Santa Ana cô. Tôi là khách hàng của cô là hồi 2005 tới bây giờ. Wow. Dạ, cảm 9 ơn năm cô rồi đó. Dạ, cảm ơn cô. Cô trung thành với EV Finset phải không ạ? Dạ, nhưng đúng mà rồi. Cô có thể chia sẻ Bích Liên lý do nào mà cô trung thành với EV Finset vậy cô? Tại vì hồi đầu hai cái má tôi nó nám mà tôi nghe cô thuốc show trên đài đó. Dạ. Thì bắt đầu tôi sử dụng cái kem đó cho đến bây giờ. Tôi cảm thấy là bây giờ cái da tôi coi như là 99% nó hết nám rồi. Dạ, dạ thành vâng. Ra tôi tiếp tục theo đó mà xài hoài. Dạ. Xài hoài đến bây giờ luôn đó. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã trung thành với sản phẩm EV Finset này. Rất là vinh dự được nói chuyện với cô ngày hôm nay. Thì Bích Liên xin đại diện công ty cũng như tất cả những người cộng tác viên cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô là được cô ủng hộ như vậy, là cô Bích Liên rất là vui và hy vọng là cô giới thiệu cho bạn bè mình cùng biết với nha. Dạ, tôi cũng có giới thiệu nhiều bạn bè xài lắm cô. Dạ, dạ, cảm ơn dạ, cô rất okay, nhiều. Cô, dạ, cảm ơn, chào cô dạ, nha. Dạ, chào cô, chúc cô an lành. Dạ vâng, thưa quý vị, trong những ngày lễ Mother's Day, mình mẹ mình là một trong những người không bao giờ mình có thể tìm được trên cõi đời này. Cho nên quý vị đừng quên bỏ qua những món quà thật là giá trị, giá cả thật nhẹ nhàng cho người mẹ của mình. Quý vị không cần phải nói trước, quý vị đến với EV Finset Distribution, quý vị lấy hai lọ sản phẩm hoặc là một bộ EV Finset về bộ gói vào túi rồi đưa cho mẹ mình nhân ngày lễ Mother's Day như thế này. Đó là một trong những món quà giá trị mà Bích Liên biết là người mẹ nào cũng mong muốn hết, mặc dù nó không bao nhiêu tiền nhưng mà nó giá trị gấp bội lần thưa quý vị. Quý vị nào mà đang còn mẹ đó thì quý vị đừng nên bỏ qua cơ hội này để chúng ta có cơ hội nói đến cái tình thương của mình dành cho mẹ mình, cũng như mẹ mình có những cái cảm xúc đó trong ngày lễ mẹ của mình sắp đến. Vâng thưa quý vị, Bích Liên biết được là có rất là nhiều điện thoại. Bây giờ Bích Liên xin phép mời một vị khán giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, hello chị Bích Liên ơi. Dạ, cho Bích Liên xin phép quý danh và số điện thoại cuối ạ. Dạ, em tên Hồng chị. Em có mua thuốc đông trùng hạ thảo với lại Linh Chi qua rồi đó, uống rất là good. Cho nên em cũng muốn mua thêm, với lại em nghe chị quảng cáo là có cái kem gì hồi nào thì em chưa có xài cái kem cho nên em sợ. Không biết xài cái có bị cái phản ứng gì dưới mặt không? Rồi, nếu mà chị dùng mà không hiệu quả, Bích Liên hoàn toàn trả lại 100% cho chị. Không lấy tiền. Rồi, khi nào, ngày nào chị có ở đó? Dạ, ngày hôm nay thì cũng trễ rồi. Ngày mai thì từ 10 giờ đến 6 giờ chiều. Chị ghé vào ngày mai cũng được chị Hồng. Dạ vâng. Dạ, ok chị. Rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng rất nhiều nha. Hy vọng gặp lại chị xuống nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng. À, vâng, thưa quý vị thấy Bích Liên đã giới thiệu sản phẩm là Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo này mới trong những tuần qua, mà trước đó Bích Liên đã đưa tất cả sản phẩm này vào cho những khách hàng trước đây mấy ngàn người đã dùng qua rồi. Cho nên Bích Liên cảm thấy tự tin hơn, mới mạn phép lên TV để giới thiệu đến quý vị hai sản phẩm rất là đặc biệt, Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo, để quý vị dùng, quý vị có làn, có sức khỏe tốt hơn. Quý vị nào mà dùng không hiệu quả, Bích Liên lấy lại, không tính tiền quý vị đâu. Bảo đúng quý vị, Bích Liên là một trong những người rất là bận công việc, nay đây mai đó, Bích Liên đã giúp cho Bích Liên rất là nhiều, cho nên Bích Liên rất là vui xin được giới thiệu đến quý vị sản phẩm Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo, cũng như hệ thống công ty giới thiệu đến quý vị. Quý vị gọi ngay quý vị nhé, 714-461-2403 và số điện thoại 408-849-1152 và tại San Diego 619-563-5817. Bích Liên xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thời gian có hạn, thưa quý vị, Bích Liên không muốn rời quý vị đâu, nhưng mà Bích Liên phải chia tay và gặp lại quý vị vào 7 giờ trên làn sóng của Lido Sài Gòn TV quý vị nhé, Logo và Galaxy. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị luôn luôn được an lành, có nhiều sức khỏe. Phụ nữ Việt Nam của chúng ta càng ngày càng đẹp hơn, tự tin hơn, thành công hơn và tội nguyện hơn trong đời sống của mình, đẹp hơn, trẻ hơn. Bích Liên xin kính chào tạm biệt quý vị.